Mình chào các bạn quay trở lại kênh của mình nha. Lâu lắm mình không có làm video các bạn ơi. Thì hôm nay mình quay chia sẻ về cái cây bồng bồng nha các bạn. Đây nè, bồng bồng mình trồng dưới vuông nè các bạn ơi. Hồi sáng mình nhổ rồi đó các bạn. Mình nhổ tầm khoảng 800 cây các bạn. Chắc khoảng được khoảng 20 kg các bạn ơi. Nè. Đó. Nè, sáng mình nhổ lên rồi mình bỏ ở đây nè. Rồi cái sáng mình nhổ sớm cái mình bỏ ở đây nè, rồi cái mình chặt. Rảnh rảnh cái mình chặt. Chặt bỏ gỗ đi các bạn. Các bạn chặt thì khoảng chừng 4 tấc nha các bạn. Đây nè. Đây là cái vỏ bồng bồng mình lột bỏ đây nè. Cái này mình dùng để trồng đồ tươi đồ gãy đồ tốt hơn nha các bạn, mình phủ nó khỏi phủ gom để nó không có lên cỏ làm gì các bạn. Đây nè, các bạn thấy mình phủ đây nè, nó không lên cỏ gì nhé. Mình phủ rồi sau này nó bả ra, nó mục ra, nó thành lớp phân nữa nha các bạn, mà nó không có lên cỏ nha các bạn ơi, bởi vì nó không có hộp cỏ các bạn. Còn gom lúa rồi khi nó có hộp cỏ rồi lúa nó lên nha các bạn, cái này nó không lên nha này các bạn. Nè, này mình chặt vô gỗ gỗ gì nè. Ở đây một gỗ gì mình lột ra khoảng được 4 kg nha các bạn. Nè, khi mình lột thành phẩm rồi khoảng được 4 kg. Rồi mình lột xong rồi cái mình cắt cái đầu các bạn. Mình tề cái đầu này nè, cắt ra bằng đấy. Dưới mình tề cái đầu kia như mình chặt cái cây này 4 tấc nha các bạn. Thì khi mình lột thành phẩm rồi cái mình tề đây còn khoảng chừng 3 tấc nha các bạn ơi. Đây rồi mình mới đóng bọc rồi mình bỏ vô thùng đá nha các bạn. Bỏ thùng đá cũng ít nha các bạn, để chứa giữ đồ lạnh thôi. Rồi cái sáng đó mình ra chợ mình giao các bạn, mình giao cho bạn hàng mà chợ các bạn. Ở đây mình giao định ký 25.000 các bạn ơi. Đó. Chiếc xe đồ nghề của mình đó các bạn. Sáng này mình bỏ vô cái đó mình đi giao đó, sáng nay mình giao rồi các bạn. Sáng nay mình giao được 20 mấy ký các bạn ơi. Cái này mình nhổ chắc cũng tầm khoảng 20 tới 20 mấy ký nha các bạn. Đó. Này bồng bồng mình trồng mày vuông này các bạn. Cái này mình thu hoạch cũng cái lứa này nữa là 2 lứa nha các bạn. Mà mình trồng bồng bồng mình trồng một lần là mình sẽ thu hoạch quanh năm các bạn ơi, có thể thu 2-3 năm luôn á. Mà với điều kiện nè các bạn, giữ cái nước vuông mình nước ngọt nha các bạn, nước ngọt rồi mực nước cao sâu chừng nào thì tốt đấy các bạn, sâu chừng nào thì cái cây bồng bồng nó non vậy đấy. Nè bồng bồng này mình có cái loại này là mình trồng là mình không có tốn tiền phân tiền thuốc như các bạn ơi, mình chỉ bỏ công ra mình làm đây, bỏ công ra mình nhổ mình lột. Còn cái cụm xanh xanh đó là mình chưa nhổ hết nữa các bạn, cái đó mai mình nhổ. Mình nhổ từ cái đầu vuông kia nhổ vỏ dài vô các bạn, rồi nhổ dài vô tới đây chắc khoảng chiều dài này chắc khoảng 5 công các bạn ơi. Rồi nhổ từ đầu ngoài vô tới đây giáp đây cái là mình quay lại đầu kia mình nhổ được nữa này. Cái cây đồng bồ bồn cái tốc độ phát triển nó nhanh lắm các bạn ơi. À đây các bạn, rồi cái đuôi bồng bồng mình chặt các bạn, mình có để mình đem mình tấn theo mé là cho đừng có lỡ mé rồi các bạn. Rồi sau này một chút mình trồng đồ tươi đồ lên nó tốt lắm các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đây là cây bồng bồng các bạn, bồng bồng đặc biệt là mùa nắng này rất là hiếm luôn nha các bạn ơi. Tại vì có những vùng nước ngọt có người ta giữ lại ta nuôi trồng được các bạn, còn có nước mặn mà vô cái là bồng bồng này nó không có lớn nha các bạn, nó chai sừng cho đó luôn rồi nó cây cứ ngắt các bạn ơi. Theo mình thấy mình trồng cả năm nay, trồng một lần ăn có thể 2-3 năm luôn các bạn, không phải trồng lại nữa. Đó các bạn.
mà bồn mà chặt xong là gì đó các bạn. Mình quay cái cảnh chặt bằng bồn cho các bạn xem. Nhỏ lên rồi mình chặt vậy các bạn. Sáng sớm mình tranh thủ thời gian mình nhỏ chừng khoảng tiếng tiếng ngoài các bạn rồi lên mình bỏ đó. Mà chuyện xong cái rảnh rảnh cái trưa cái mình chặt vô lột. Xé xé chiều qua xong rồi. Cái muối bỏ cái thùng đá thì sáng mai cái đi vào. À, công việc là công việc làm bồn là như vậy các bạn. Như khi nào mình rảnh mình nhổ cái cảnh quay cái cảnh nhổ cho các bạn xem nữa. Còn quá trình làm là như vậy các bạn ơi. Đó, nhổ lên xong rồi chặt. Chặt vô rồi lột. Như cây này nào mình lột mình lấy cái lỗ non ở trong rồi các bạn. Cái cây ba lớn này ha. Chứ mình lột ra còn nhớ bằng khoảng ngón tay này của mình nữa các bạn. Là cái non đó. Thì chắc khoảng cây bự như gì khoảng 35 cây 1 ký nè các bạn. Còn nếu mà nhỏ nhỏ hơn chút thì khoảng 40 cây các bạn. Trồng bồn bồn là đỡ tốn tiền phân thuốc các bạn ơi, không có phân thuốc nữa. Nó là rau sạch nó nghe các bạn. Rồi video mình chia sẻ đến đây xin tạm dừng các bạn. Các bạn nào có quan tâm về cây bồng bồng thì hãy vào kênh của mình xem nha các bạn. Hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn ơi. Rồi chúc các bạn nhiều niềm vui sức khỏe nha. Xin chào và tạm biệt.